Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và hôm nay thì mình đang có ở đây là một chiếc Oppo Reno 10X, nhưng đặc biệt đó chính là phiên bản Barcelona, một phiên bản dành những bạn nào mà yêu bóng đá và đặc biệt là yêu câu lạc bộ này. Ok, hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu những cái điểm khác biệt, đặc biệt và thú vị về phiên bản này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ các bạn nhìn về hai bên cạnh của máy trước, thì hai bên cạnh này thì mình thấy rằng là nó cũng được đổi màu với một gradient giữa màu xanh và màu đỏ. Đặc biệt thì cái nút nguồn của chúng ta cũng được đưa lên thành tông màu xanh. Tuy nhiên thì cái chấm xanh ở đây không thay đổi, vẫn là một cái màu xanh rất là huyền thoại của Oppo. Và bên viền còn lại của chúng ta thì cũng được đổi sang màu gradient, và đặc biệt là phím giảm năng lượng của chúng ta cũng có pha giữa hai màu đỏ và xanh nhìn rất là đẹp ở đây. Còn phím tăng năng lượng thì chỉ là màu đỏ mà thôi. Nói chung là cái việc pha gradient này vào cái viền của chúng ta thì làm cho chiếc máy chỉ nó liền lạc hơn so với mặt lưng. Cuối cùng là quay về phần mặt lưng của chiếc máy này, đây là cái phần đặc biệt nhất, thì các bạn thấy rằng là cụm camera này, rồi là cái chấm này chống chày camera và cái dòng chữ Oppo Design by Design by Oppo thôi, rất là giống nhau, không khác biệt gì cả. Thế nhưng cái điểm khác biệt đấy đến từ phần mặt lưng và cái màu của mặt lưng này. Khi các bạn thấy rằng chúng ta sẽ có một cái màu mặt lưng là xanh và đỏ, màu gradient đổi màu rất là đẹp dưới ánh sáng, và đây là một cái màu đặc trưng mang màu cờ sắc áo của Barcelona. Và đồng thời là những cái dấu như kiểu Oppo hay là chữ Design này và cái logo Barcelona của chúng ta ở đây cũng được làm một cái màu vàng, một cái màu vàng nhìn rất là sang trọng của chiếc máy này. Khi các bạn cầm vào chiếc máy thì không phải bạn chứng minh bạn chỉ là một all fan nữa, mà bạn còn là một fan cứng của đội Barcelona. Đây là một phiên bản rất là đặc biệt, vì vậy mình nghĩ rằng những bạn nào mà là fan của Barcelona thì chúng ta khá là khó để bỏ qua phiên bản này. Ở phần mặt lưng của chúng ta thì ngoài những cái mình vừa nói ra, các bạn còn có một cái logo FCB được in chìm ở dưới này. Vấn đề ở đây đó chính là in chìm, in mờ này tạo một cảm giác gì đó nó vẫn Barcelona nhưng lại không làm mất đi cái chất của Oppo và cũng không làm phá đi cái tổng thể của chiếc máy này. Ở phần cạnh trên của máy là phần cụm camera của chúng ta thì chúng ta cũng đã được đổi màu từ màu đỏ sang màu xanh ở đây. Tuy nhiên khi mà mình trượt cụm cam này lên thì cụm cam của chúng ta vẫn có cái màu sắc như bình thường. Đây mình sẽ trượt các bạn xem nhé. Chỉ là đổi phần mình viền ở ngoài mà thôi. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cái phần viền của chúng ta được đổi màu mà thôi, chứ còn cụm camera này thì vẫn là màu đen rất là huyền bí ở đây. Và nói chung là với phiên bản này thì nó sẽ được đổi màu hoàn toàn ở bên ngoài, để các bạn chỉ cần cầm lên là mọi người cũng nhận ra được rằng bạn đang sử dụng một chiếc máy Oppo Reno 10X phiên bản Barcelona rồi. Và sau phần mặt lưng của máy, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần mềm. Thì cái phần mềm của máy cũng được tùy biến tối ưu lại với một cái chủ đề dành riêng cho Barcelona. Đầu tiên là một cái hình nền này, và tiếp theo là những cái icon, icon đồng hồ cài đặt, rồi là chủ đề hay là Oppo App Store. Rồi các bạn thấy rằng trình quản lý tệp video tất cả được tùy biến lại theo một cái chủ đề nhìn rất là đồng nhất với chiếc máy này. Kế tiếp sau chiếc máy của chúng ta thì có một cái điểm cũng rất là thú vị ở trên chiếc máy này nữa, đó chính là đến từ chiếc hộp. Tại sao mình nói chiếc hộp này thú vị? Các bạn nhìn thấy cái tông màu của chiếc hộp cũng là tông màu xanh và đỏ, nhìn rất là giống ở trên chiếc máy. Đồng thời là những cái chi tiết ở trên này cũng được in thành màu vàng nhìn rất là đẹp và nổi bật. Bây giờ thì mình sẽ lắc qua một vòng cái hộp để các bạn có thể nhìn qua nha. Còn về cấu hình của chiếc Oppo Reno 10X này thì không khác biệt gì so với phiên bản bình thường cả. Các bạn sẽ có cấu hình giống y hệt như vậy. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra nhá. Nếu như bạn nào đã từng xem video mình mở hộp thì với cái khay ở ngoài của chúng ta bình thường sẽ là một cái màu khác, nhưng ở đây không, các bạn đang có một huy hiệu Barcelona này, tiếp theo là một cái màu sắc nhìn cũng là màu xanh, màu đỏ sọc nhìn rất là đẹp. Khi mở ra bên trong thì giấy ứng dụng bên trong là bình thường, thế nhưng các bạn có cái phần đựng que chọc sim cũng là khả năng đổi màu gradient nhìn rất là đẹp ở đây. Và que chọc sim này thì không đổi màu được, chỉ là màu trắng thôi. Tiếp tục ở dưới này thì cái này cái sim điện thoại bỏ qua đi các bạn. Cái khay đựng của chúng ta cũng được in logo và Barcelona Global Partner of FC Barcelona, cái dòng chữ này cũng có mặt ở phía sau máy của bạn luôn. Đây là chiếc ốp lưng của chúng ta. Vâng, lần này các bạn khỏi phải lo cái việc chúng ta ốp lưng vào là không nhận ra được phiên bản này nữa. Ốp lưng vào vẫn có thể nhận ra được, nhìn rất là đẹp. Và tiếp theo là phần tai nghe của chúng ta. Lần này tai nghe cũng được đổi màu lại, và ở trên này sẽ là hai cái phần như kiểu đính ngọc ấy, nhìn rất là đẹp, có thể đổi màu được ở đây. Nhưng mình nghĩ rằng cái này một là thủy tinh mà hai là nhựa thôi, chứ không thể nào mà là ngọc được, bởi vì nó sẽ tăng giá lên rất là nhiều. Và cái dây tai nghe sẽ là dây tai nghe màu xanh, nhìn đồng nhất với lại cái màu xanh ở trên chiếc máy. Và đến cả cọng cáp sạc cũng được Oppo làm rất là chỉn chu khi mà để đồng bộ giữa màu xanh và màu đen như các bạn thấy ở đây. Và có thêm một điểm cộng nữa là cọng cáp sạc này được bọc dù, vì vậy chắc chắn hơn rất là nhiều so với phiên bản cọng cáp sạc ở trên mới Reno bình thường. Về củ sạc thì không thay đổi cả, các bạn có một củ sạc màu đen và đây sẽ là sạc VOOC 3.0 của chiếc máy này. Ok, và như vậy là mình đã cùng các bạn trên tay cũng tìm ra những cái điểm đặc biệt ở trên phiên bản Oppo Reno 10X Barcelona. Vậy các bạn thấy sao về cái phiên bản này? Các bạn muốn hỏi thêm gì mình về phiên bản thì đừng quên để kiến thêm bình luận nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.